Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh Đồ Sài Gòn nha. Mình tiếp tục giới thiệu đến anh em dàn Victor NX-MD1. Dàn này thiết kế cũng là mặt gương luôn, bóng láng luôn. Này loa ốp nhôm, sơn màu đen, rất là đẹp. Máy cũng vậy, cũng màu đen rất là đẹp. Hai bên có ốp bạc, nhìn rất là đẹp nha. Kính này soi gương được, này thấy mình luôn trong đó nữa rồi. Máy này chạy tốt CD, MD, FM full tần số, bắt rõ nét đại Việt nè. Có ngõ USB vào, như giống như dòng Mana BM57 nha. Vẫn là cung cấp máy in vào và cái nối điện thoại làm giải mã DAC luôn. Có optical in luôn, optical giải mã quang vào. Rồi có jack 3.5 cái nối điện thoại đầy đủ. Thằng này nó làm DAC được, có tại nó có ngõ rè ra nha. Có hai jack 3.5 đầu ra luôn á. À, hình thức thì cũng khá là đẹp, trầy xước đôi chỗ thôi, nhưng mà tổng quan vẫn rất là đẹp. Đây con chuyển cái trầy nhẹ nhẹ đây, các bạn về có thể dọn lại hoặc là để về xài, không chả ảnh hưởng gì tới chất lượng. Hình thức mặt tiền rất là đẹp rồi. Lưới này lưới sắt nha, đẹp keng luôn, nhìn rất là hay. Đây. Loa này thì viền cao su, màng carbon, chép và chép đơm. To thì tiếng bass rất là sâu, ấm. Chép thì sáng ha. Mình test CD trước cho bạn nghe. Bạn nào có tai nghe đeo vào nha, nghe nó rất là hay. Chất lượng như thế nào? Nhiều loa đây đẹp, thất chọn góc cạnh đẹp luôn, nhớ thương em đúng màu đen đúng vàng nha. Số series đây 483. Nhớ qua làm sao đây, biết nó đẹp luôn, đây 483 luôn, trùng series. Tay chân anh nào mơ với nên tình hai đứa vẫn chưa yên. Này cứ dán đọc lại ha, lâu lắm mới về tới shop lại có hiếm gặp. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Chi tiết ha, bắt tí tách luôn, bắt giá tí tách.
hành trang kim bài đề. Có một người mà tôi chưa quen và đưa ra sự lựa chọn này. Của chính bạn sẽ có lúc thần may mắn mỉm cười, cũng có lúc thần may mắn hổng mỉm cười. Nhưng mà bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn thôi. Nhân đây thì Trâm cũng chia sẻ thêm là một đi. Vậy mà quan ha. Bài tôi trong những đêm cái đĩa cái này rồi. Này. Rồi ngày tháng im trôi, cuộc đời chỉ hai lối. Bỗng một hôm có dạng tần số đầu vào luôn 44.4 kHz. Tin em lấy chồng số. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp được. Cơn gió chỉ tép ngõ like nha, 3.5 qua điện thoại nghe nhạc luôn. Tubi xong dàn Victor NX MD1 rồi nha. Thằng nào có nhu cầu vui lòng liên hệ mình số điện thoại 0981333246 hoặc 0933303246. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.